Đây là một bữa cơm rất là đạm bạc ở một cái khung cảnh khá là lý tưởng ha. Nhưng mà đằng sau đó là những mồ hôi nè của các chú các anh đã đổ bê tông ở đằng kia kìa. Bây giờ cũng là hơn 11 giờ rồi. Một bữa cơm trưa ở một cái khung cảnh khá là thanh bình. Này là cấm liều trại homestay nghỉ dưỡng đúng nghĩa luôn. Có một cái võng nè. Rồi có một cái giường nè, thấy không? Nói ở wheel của anh là wheel triệu đô, nhiều giới trẻ mà muốn cắm trại gì đêm cũng ở Đà Lạt ha. Là có ăn uống là đêm là 1.700.000 luôn á. Mà anh với chị là đón giao thừa chuyển năm cũ qua năm mới, chỗ này là sang năm sau làm giàu nha. Đối với cậu Năm thì 60 tuổi thay vì ở nhà mình mừng thọ thì cậu Năm lại vất vả đi làm, thì cậu Năm có điều gì suy nghĩ tích cực làm cho cậu Năm nó vui vẻ mà con gặp là cậu Năm cười à? Thì nói chung ra thì 60 tuổi nói đúng là 60 tuổi là không ai làm hết, để nghỉ ngơi. Còn đối với cái chú thì kinh tế nó hơi khó khăn thì đi làm cũng vẫn là vui chứ không có gì hết. Dạ buổi hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chắc có lẽ là khi mà cô bác quý anh chị xem video clip này á mà đang sống ở nước ngoài thì đây cũng là thời điểm 6 đến 7 giờ sáng của đầu năm mới năm 2024. Và cũng nhân dịp năm mới này thì Bùi Hồ xin thay mặt tất cả các cô chú anh chị cũng như là những hoàn cảnh khó khăn xin gửi lời chúc Tết một năm mới năm 2024 đến cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm. Một lời chúc sức khỏe, an lành, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt là gia đình an khang thịnh vượng, dạng sự phát tài. Và như cô bác quý anh chị cũng đã thấy sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái tấm bạc. Và đây là một cái tấm bạc được rút xuống từ cái mái nhà của anh, gia đình anh Cọt và chị Hương. Một cái gia đình sập xệ, cô bác quý anh chị. Cũng được tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân chung tay thì ngày hôm nay cũng là ngày thứ hai tiến hành đào móng khởi công cho ngôi nhà của chị trước một cái thềm năm mới. Và đây là một tin khá là vui đối với gia đình của chị Hương và anh Cọt cũng như là hai đứa bé. Như cô bác quý anh chị thấy á, nếu như mà người bình thường á thì mình sẽ nghĩ như thế này. Đây là một cái tấm bạc dựng lên để các anh thợ hồ những ngày này lưu trú ở đây để mà có thể làm những cái căn nhà như thế này cho gia đình của chị Hương. Tuy nhiên mình suy nghĩ một điều tích cực một tí xíu thì đây là nơi ở của vợ chồng của anh Hợp tại chỗ tấm bạc này cô bác quý anh chị. Giống như là một cái gọi là cấm liều trại á, homestay á, quan trọng là cái góc nhìn thôi đúng không? Đối với những người khác thì nói tại sao giờ này vợ chồng anh Hợp không đón giao thừa ở nhà mà lại làm lụng vất vả ở đây. Còn có những người suy nghĩ tích cực hơn tí xíu thì cho rằng đây là một cái nơi gì đó lý tưởng để cho vợ chồng đón giao thừa ha cô bác quý anh chị. Cũng cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị rất là nhiều và chia sẻ chút xíu về cái nơi cấm liều trại cũng như là các anh thợ ha. Này là cấm liều trại homestay nghỉ dưỡng đúng nghĩa luôn. Có một cái võng nè, rồi có một cái giường nè, thấy không? Đó, cô bác anh chị thấy không? Có một cái tấm bạc nó cao cao giống như là chống hông. Ở dưới quê á, thì đối với các bạn trẻ gọi này wheel này là wheel lúa, wheel triệu đô. Nhưng đối với vợ chồng anh chị á, thì đây á, nó không gian này nó đủ thoáng mát đúng không? Có tiền vui cũng không được hả cô bác anh chị? Có bạn trẻ trẻ nào ở Việt Nam mà có muốn trải nghiệm giống như ăn Tết theo phong cách của các anh thợ hồ không? Rất là dễ thương đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi, hiếm gặp lắm nha. Ngày đêm giao thừa mà hai vợ chồng phải đón giao thừa tại trong một cái liều trại này là lý tưởng luôn. Quan trọng là cái suy nghĩ của mình thôi. Nếu như mình suy nghĩ tiêu cực thì nói Tết mình không được ở nhà nữa mà phải đi lặn lội đường xá xa xôi sống ở trong cái tấm bạc như thế này. Còn suy nghĩ tích cực tí xíu á, thì ngày hôm nay đón Tết một cái Tết rất là lạ ngay tại tỉnh Trà Vinh, được cắm liều trại ở một cái wheel lúa, được ăn giả ngoại như thế này nữa, còn gì lý tưởng bằng. Thôi thì năm mới đến rồi, mình suy nghĩ một cách điều gì đó tích cực nhất. Cũng như những cái năm mà đại dịch đó cô bác quý anh chị, thì mình cảm thấy là rất là tiêu cực vì những năm đó rất là nhiều người đã mất đi những cái người thân của mình. Và trong một cái năm đó người ta đặt một cái tiêu chí đó là được sống là cảm thấy hạnh phúc rồi. Thì có những người suy nghĩ còn sống á, ta suy nghĩ tích cực hơn rằng là đối với ở thời điểm như bây giờ thì mình cảm thấy đầy đủ ấm no hạnh phúc, gia đình hòa thuận là vui rồi. Thì không quên một lần nữa thì cũng gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với các anh em để cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó bớt đi phần nào đó những cái lúc ngặt nghèo nhất mà họ cần sự hỗ trợ nhất ha. Còn bây giờ qua đây review cái bữa cơm
hôm say đúng nghĩa được chị Phương nói cho các anh thợ nè. Chị Phương rất là ngại lên thành luôn cô bác anh chị. Đây, chị Hương á thì cho mượn cái bếp ga, cho mượn cái cối xay tiêu, cho mượn luôn cái bàn để mà cho mượn luôn cái dòng điện để nấu cơm điện. Đây, này phải nói là nếu như mà lên Đà Lạt cái cắm trại theo cái view này ha, là cái mỗi một đêm như thế là 1 triệu á cô bác anh chị, tin không? Có chỗ nấu ăn luôn. Ngày hôm nay nấu ăn một món rất là thích nha. Ngày đầu năm là nấu món ăn canh này, canh thịt bằm thôi cô bác anh chị. Đây, đó, thịt bằm nấu với canh cải ngon không? Quá ngon luôn. Khoan, em để gì đây, để anh lấy cái view lúa nè, view kiểu. Đó, nấu ở ngoài trời, nấu view trời luôn. Cống trại mà nghỉ dưỡng như thế này là tuyệt vời. Có những cô chú anh chị á, làm quần quật hoài á, thậm chí là ra đường, cái công việc nó trôi, thời gian trôi ra đường thôi, thì nó cũng không có thời gian. Tuy nhiên thì đối với một cái view lúa như thế này thì vợ chồng của anh chị không có tốn tiền. Đó, còn đây là cá hường chiên. Sáng chị đi chợ, cô bác anh chị biết tại sao mà lại hai vợ chồng của anh chị á phải nấu ăn ở tại chỗ này không? Tại vì ở đây so với cái chợ thì khoảng 10 đến 11 cây số, rất là xa. Sáng đi uống cà phê các anh trợ cũng không có đi uống nữa, mà là những cái bánh đậu phộng như thế này nè. Nước trà. Nước trà cộng thêm cái lại một cái bình trà ngày hôm qua đó, thấy không? Đây, ngoài ra đó thì còn có ở đây có dừa nữa nè. Dừa ở đây là cũng miễn phí luôn nè. Nhưng mà đừng có chuyện la Bùi Hồ rằng nói chỗ nào cũng ăn uống dừa đâu nha. La hoài Tết nhất rồi, đừng có bình luận cho nó buồn buồn, bình luận cho vui vui tí xíu đi. Nói nhau lời tốt đẹp để cho một năm mới nó gặp được những cái sự suôn sẻ ha. Cũng như là ngày hôm qua là trước thềm năm mới thì khởi công vào ngày 19 âm lịch, mà lại ngày trước thềm năm mới luôn, thì một điều gì nó rất là hạnh phúc luôn. Còn đây là nồi cơm này cô bác anh chị. Trái dừa này là của anh Một Đồng với Út Đồng Tháp uống nha, Bùi Hồ không có uống, đừng la nữa. Đây là cơm điện đây, thấy không? Trưa nay ăn cơm ké đây luôn ha. Ăn nữa. Nói chung là ăn cơm với mấy anh chị ở đây rồi mấy anh em về lại Đồng Tháp đó. Mọi người cứ nghĩ rằng là các anh em cực vì ngày Tết Giao Thừa mà lại đi xa như thế này, vất vả như thế này. Hiện nay thì các anh em, ba anh em đi thì hai anh em bị cảm rồi. Mình nghĩ vậy nè, đi xa như thế này giống như kiểu là mình nghĩ tích cực tí xíu, vừa đi được trải nghiệm du lịch ở những cái ngày đầu năm mới, tại chân của các anh em là chân đi mà, thứ hai á, là giúp được những cái hoàn cảnh như thế này, mình cảm thấy nó hạnh phúc hơn, đúng không? Mang niềm vui. Đúng rồi, mà mình cực thêm tí xíu mà người ta có cái nhà mình cũng vui chứ. Ca thì các anh em có một cái quan điểm như thế này, cất một cái nhà nào đó 1-2 tháng sau hoặc nửa năm sau quay lại để coi cái cuộc sống có tiến triển hơn. Và đặc biệt như cuộc sống của cô bé Kim Chi nè, rồi cuộc sống của anh Hậu nè, mình thấy họ vui, mình cảm thấy vui lên. Đó là khi mà người ta nói vui, tinh thần thoải mái rồi thì nó còn hơn 10 liều thuốc bổ nữa, đúng không anh? Dạ. Thì bây giờ chắc có lẽ là các anh thợ cũng đang cố gắng gấp rút hoàn thành cái công đoạn đào cái móng đó cơ bác anh chị. Bên đây là cái phần sàn nước ở nhà vệ sinh nè, bên kia là cái phần sàn nước. Có một điều sáng nay thì Bùi Hồ cũng khá là lo là hỏi là nếu như mà cái dừa bên đó nó có không có đốm đó, thì cái rễ dừa nó có gọi là nó có xâm lấn vô làm cho cái nền của mình sau này nó bị nứt á, thì các anh nói dừa này nó không có vậy là xong rồi đó, nó không có xâm lấn vô được đâu. Quan trọng là sợ những cái cây mà rễ cọc á, rễ lâu năm á, còn rễ dừa thì nó không thành vấn đề. Ngôi nhà này tổng cộng là ngang 4m, dài 14m², tổng cộng là 56m² của bác anh chị ở cái phần nền á. Còn cái phần tôn á, cái phần tôn thì nó dài hơn nữa, và có một cái hàng ba, rồi có xây mặt dựng, rồi xây phòng khách, rồi nhà vệ sinh, rồi chỗ nơi rửa chén, đi điện, đi nước đầy đủ hết trước bàn giao. Dự tính á, thì các anh em á, sẽ cố gắng làm sao mà cho nó nhanh nhất khoảng trong vòng 10 ngày trở lại. Đó là dự tính ban đầu, nếu như thuận lợi về thời tiết nè, về nơi ăn chúng ở cũng như các tăng cường các thợ. Còn nếu như không thì khoảng lố thêm 1-2 ngày nữa. Bùi Hồ đang lo một việc là trong thời gian tới á, thì Bùi Hồ sẽ di chuyển về miền Bắc, ở địa đầu của Tổ quốc, đó là tỉnh Cao Bằng, để trao quà áo ấm cho các em nhỏ ở những cái trường học ở trên đó. Thì tại vì ngày 10 Tây thì Bùi Hồ phải lên Sài Gòn để chuẩn bị bay cô bác anh chị, nên là thử rất mong gần bàn giao ngôi này, nhà này xong á là đi lên đó luôn. Anh Một Đồng thì cô với lại Út Cùng Tháp cũng sẽ lâu lâu thường xuyên xuống cập nhật. Bùi Hồ cũng thường xuyên với mấy anh thợ ở đây cũng cập nhật trước khi ngày đi á, thì để chia sẻ cho cô bác anh chị. Bây giờ mà cô bác anh chị qua đây ha, sáng nay nhận được cái tin là anh Hợp hôm trước cũng đã nói rồi, anh nói là vật tư ở đây á là mắc gần như là gấp đôi so với ở trên Đồng Tháp của mình. Chẳng hạn như là cát á cô bác anh chị, cát ở đây là 400 mấy chục ngàn khối, nó phải gấp đôi anh Hợp ha.
mà khói thiếu. À mà mắt là đây anh. Qua ngủ ngon không? Mới đầu vô cũng nghe quá trời nháy nó kêu. Dạ hả? Ừ, ngủ không được, có 11 giờ đuối quá đuối mới ngủ. Rồi chị thức hay ngủ? Ngủ. Vậy hả? Thức tới 11 giờ ngủ. Ngủ ở đây nó có ồn gì không? Không có gì, mà có nháy nó kêu. Tại mới xả lúa mà kêu quá kêu. Hay là các anh em đến đây là tính uống nước trà với mấy anh thợ, rồi hỏi các anh thợ thì mới biết rằng là như cậu Năm á, lớn tuổi nhất ở đây á, là ngủ được có 3-4 tiếng vậy à. Rồi anh Hùng thì ngủ được 3 tiếng, anh nói là chập chờn là 11 giờ ngủ đến 2 giờ cái tự nhiên cái thức luôn, nghe tiếng miếng con chó. Tại vì mấy cô chú ở đây nè, đi làm cũng khuya lắm. Rồi cái chỗ lạ mới đầu là cũng khó ngủ chút. Gần Tết rồi bây giờ mình có tăng cường thêm thợ để gấp rút cho nhanh không? Không, mình để ở cái này rồi xong là có thể tăng cường. Ừ. Ôi, đó. Làm ở đây thì không gian nó cũng mát thoải mái anh ha. Mà khỏi đi ra nhà trọ thì cũng đỡ tốn kém tí xíu, cực cực đi là. Rồi ở đây cũng có làm một phê chứ, hai chồng có con cọt. Ừ, làm một phê. Như sáng nấu trà uống đó. Dạ. Đây không có đi đâu. Trời đi xa tiết kiệm được nào tiết kiệm. Mà không gian này cũng lý tưởng. Em nói ở wheel của anh là wheel triệu đô, nhiều giới trẻ mà muốn cắm trại vậy đêm cũng ở Đà Lạt ha. Là có ăn uống đâu, đêm là 1.700.000 luôn á. Mà anh với chị là đón giao thừa chuyển năm cũ qua năm mới, chỗ này là sang năm sau làm giàu nha. Rồi tết nhất rồi, bữa nay là nếu như mà cô chú anh chị được xem clip này là khoảng 6-7 giờ sáng, là ngày đầu tiên của ngày năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2014 á, thì anh có thay mặt các anh thợ cũng như là chị nói lời nào đến chúc tết đối với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Mình cũng thay mặt đậu của anh Vũ với đậu của mình chúc chắc Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm năm mới vui vẻ và mạnh khỏe, phát tài phát đạt. Dạ cảm ơn anh chị cũng vậy, gia đình anh chị cũng là càng ngày càng làm ăn, càng ngày nhận thêm nhiều công trình, sức khỏe dồi dào, rồi gia đình đầm ấm, vạn sự cát tường, công trình càng ngày càng nhiều lên, là phải thêm vài chục họ nữa chạy không kịp luôn. Mình cũng chúc Bùi Hồ với anh Mập Đồng với anh Tâm với Úc Tâm năm mới vui vẻ nha. Có năm mà được nhiều like nha. Đó, nhiều like nhiều share ha. Rồi rất cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh, ai cũng khen là anh hợp ảnh đẹp trai, càng ngày ảnh càng phong độ ra. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ gặp cậu Năm cái tí xíu ha. Cậu năm năm nay là gọi là lục tuần rồi, là 60 tuổi rồi. Nếu như mà cô chú anh chị biết là khi mà ở tuổi 60 á, người ta sẽ làm một cái lễ gọi là lễ mừng thọ, đúng không? Mà ngày hôm nay là ngày của cậu Năm là đúng 60 tuổi lục tuần luôn. Và ngày 1 tháng 1 năm 2024 này cậu Năm là coi như là lục tuần ngay tại một cái nơi xa nhất mà cậu Năm từng đi. Cậu Năm nói là miền Tây là cậu Năm chưa đi Trà Vinh lần nào á. Đúng không cậu Năm? Tết này là bao nhiêu? 60. Đó, Tết này tròn 60. Và cô bác anh chị biết là nếu như mà 60 tuổi ở miền Tây một số nhà khá giả đó, thì người ta sẽ gì? Ăn mừng thọ, con cháu sẽ chiều nay sẽ chúc họ cho ông nội ông ngoại. Nhưng đối với cậu Năm cơ bắp vẫn còn lực lưỡng và đi làm hồ. Cậu Năm gần tí xíu rồi, con nói với anh thợ không có sao. Rồi sao cảm thấy đón Tết ở nói chứ? Chung ra là nào giờ từ năm 60 tuổi mới bước chân đến chân Vĩnh Long. Dạ. Thì đang làm giúp nhà cho thằng cháu bên nhà tài trợ. Dạ. Thì cảm thấy cũng cực mà vui. Dạ. Là giúp cho cháu được, tại nhà của cháu quá tệ. Dạ. Thì cho nên giờ xuống đây cũng cực mà buồn mà vui. Dạ. Thì giúp cho nó giáo cho nó được cái nhà yên ở chỗ là cũng. Dạ. Mừng chứ không có gì hết. Nhưng mà đối với cậu Năm thì 60 tuổi thay vì ở nhà mình mừng thọ thì cậu Năm lại vất vả đi làm, thì cậu Năm có điều gì suy nghĩ tích cực làm cho cậu Năm nó vui vẻ mà con gặp là cậu Năm cười à? Thì nói chung ra thì 60 tuổi nói đúng là 60 tuổi là không ai làm hết, để nghỉ ngơi. Còn đối với cái chú thì kinh tế nó hơi khó khăn thì đi làm cũng vẫn là vui chứ không có gì hết. Một điều có muốn gửi lời chúc Tết nào đối đối với lại những cô chú chị? Dạ. Thì nói chung là tôi thì không biết mấy cô bao nhiêu tuổi không biết, nhưng mà có cái này tôi cũng cầu chúc cho năm mới cho mấy cô nhà tài trợ cho được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt để sau này có dư đồng để hỗ trợ cho các nhà nghèo khác nhiều hơn. Vậy là nhà cậu giàu rồi đúng không? không phải là nhà cậu giàu, nhưng mà nhà cậu thì cũng được rồi. Dạ. Thì nói chung ra là các nhà khác nó chứ còn
cậu Năm á thì hai vợ chồng của cậu Năm cũng quần quật lao động chân tay tối ngày. Đúng rồi, tối ngày, đúng rồi. Làm ngày nào thì ăn ngày đấy thì ngày đó hết, ăn ngày đó hết rồi. Dạ đúng rồi. Nên là nữ là cậu Năm nó còn sức khỏe được là vui rồi con ơi. Đi làm sức khỏe vui đi làm được thì cũng không có gì. Thì nếu như mà ấy là cậu Năm là phụ hồ là có thâm niên luôn rồi. Nếu ngành ngày xưa bùi hồ đi dạy giáo viên á là 20 năm là có kỷ niệm chương về sự nghiệp giáo dục. À, còn cậu Năm là hơn 20 năm rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì tôi năm 25 tuổi là về địa phương là đi bộ đội Campuchia về. Thì sau đó không có nghề nghiệp thì mới đi đi làm hồ, bước vào chân này để làm hồ. Nó làm hồ một thời gian sau mới đi là vô về cho Sài Gòn ha, là dắt phân đó, ở nước ngoài về đó. Rồi nhập vô đi dắt một thời gian sau rồi mới nghỉ đó đi làm hồ tiếp là tới bây giờ luôn. Là tính ra là mấy chục năm. Rồi có nói với anh Thầu là kỷ niệm 20 năm gì sự nghiệp phụ hồ không? Nói chung là nói chung là làng cháu này về làm cho cháu này nữa cũng không có tới. Dạ. Mới làm đây thôi chứ còn tôi thì làm ở Sài Gòn mà. Dạ. Rồi sau này về đây làm cho cháu cũng cỡ nói chung ra cũng cỡ gần 10 năm. À, thưa với cô chú anh chị, khi mà Bùi Hồ nói vậy thì đôi khi sợ cô chú anh chị nói Bùi Hồ hồ hổn, nhưng mà thật sự á là người miền Tây á sở lỡ lắm. Gặp là thưa cậu, thưa chú, thưa bác, nhưng mà cái cách nói chuyện giữa cậu cháu á có độ gần gũi, kéo xích lại gần tí xíu để cho con người của mình nó vui vẻ hơn tí xíu. Nên mong cô bác anh chị á, Bùi Hồ ở đây không có gần là nghề nào phân biệt nghề nào và nghề nào, mà nghề nào cũng được và đủ nuôi sống bản thân mình ở trên cái đôi tay chân chính và trên cái sức mồ hôi của mình chạy ra để mình kiếm đồng tiền thì đó là một niềm vui rồi. Và con một lần nữa thì năm nay là lục tuần rồi, là 60 rồi. Cũng chúc cậu Năm có một cái sức khỏe luôn dồi dào mãi đỉnh như thế này, và thậm chí là cậu Năm sẽ làm phụ hồ cho đến 80 cậu Năm hãy nghĩ ha. Nếu vậy thì nói chung ra là cậu cũng chúc cho Bùi Hồ với Út với chú chú Tâm, anh Tâm với anh Đồng. Chú Đồng. Dạ. Thì tới đây là giờ bước qua năm mới giàu dồi dào nhiều sức khỏe. Dạ. Làm ăn phát đạt. Thứ hai nữa là để đi quay clip nhiều giúp đỡ cho bà con nghèo. Rất thành thật cảm ơn. Dạ cảm ơn cậu Năm. Ở trong một cái điều kiện như thế này, trong một cái môi trường xung quanh mát mẻ như thế này thì đối với cậu Năm á, cậu Năm cũng cảm thấy rất là vui khi mà các anh em rất hòa đồng nè. Hồi những ngày Tết như thế này mọi người cứ chung tay nhau, mỗi người làm thêm, làm phụ nhau làm để mà cho có những cái ngôi nhà mơ ước á, thì cậu nó cậu vui lắm. Cậu ước được đi xa nhưng mà cậu sợ cái là điều kiện về sức khỏe của cậu không cho phép á, nên thường làm cho anh Hợp ở những cái công trình ở nhà nhiều hơn. Tại vì thông tin với cô bác anh chị là anh Hợp là anh nhận đến 4-5 công trình cùng lúc, anh rất là nhiều người thợ để mà cùng đồng hành với ảnh, những như anh Hùng, anh Lớn hay là, thì cô bác anh chị gặp nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay là một ngày khá là đặc biệt, ở trong một cái khởi công một ngôi nhà đặc biệt, ngôi nhà sống đến nỗi mà cây dừa nó vẫn còn thương. Và quay qua đây đi xíu ha, bước này cái thương với cô bác anh chị. Sở dĩ là ở đây khi mà khởi công ngôi nhà đây á thì đúng hẹn hai cây dừa một cây mít đó, nó không còn cho trái nữa, nhưng mà cái cây dừa này là cây dừa kỷ niệm nè, vẫn còn giữ lại nè cô bác anh chị. Cây dừa nó cũng thương ngôi nhà của chị Hương với là anh Cọt cùng hai bé. Khi mà nó không biết nó mọc sao á, cây thì nó mọc, cô bác anh chị biết không, nó mọc thì nó mọc theo ánh sáng. Mà cái cây dừa này đúng là dáng đứng trà vinh luôn ha, nó đứng mà nó cờ công như vậy, nhìn nó dễ thương. Nếu như không cây dừa này thì trước khi anh em mình đến thì ngôi nhà này cũng đã không còn nữa, đúng không? Cũng ta nói là vật thương mình thì mình thương lại, cây thương mình thì mình cũng phải thương cây. Nữa cây dừa này vẫn để đây, để đó là những ngày tháng mà gia đình của chị sống ở trong một ngôi nhà một nát á, có một cái kỷ niệm gì đó nó gắn bó thân thiết cây dừa này. Chị có cái là sợ cây dừa này sau này trái nó khô, dừa khô á nó rớt xuống nó lủng ton thôi, nhưng mà mình sẽ mình thấy nó xa xa nó cũng không sao, đúng không anh Mộc Đồng? Đúng không? Đúng đó, xa lắm. Một cây dừa như vậy á là gần 50 trái, mỗi một chục như thế là hình như là một trái là có 3-4 ngàn gì à. Chị Hương ơi, cho em gặp chị tí đi. Rồi bé Thư đâu rồi? À, chị Hương làm một ngày là 138 ngàn. Những ngày này thì công ty hết hàng nên chị nghỉ, và Tết thì cũng không có được hưởng lương tháng 13 đúng không chị? Dạ không. Và hiện nay thì làm tư nhân thì cũng không có tiền luôn, không có tiền thưởng Tết á, rồi không có lương luôn. Và mấy ngày qua thì chị ở nhà đến nỗi có một cái câu chuyện rất là câu chuyện của cuối năm nha, còn của năm nay thì để kể vui vui kể buồn chút xíu. Là ngày khởi công Bùi Hồ có dặn chị, nói chị Hương, chị ngày mai á là tụi em xuống ở nhà chị chuẩn bị giùm em một ít bông, một ít trái cây để cúng để mà khởi công. Dạ. Thì chị
chị không có dám điện cho Bùi Hồ đó, mà cứ điện cho em đi, có ở đâu em với anh Đồng dễ thương lắm, với ông Bốc rồi. Dạ rồi chị không có dám điện, rồi chị phải đi mượn tiền của bà chị Quyên á ở Càng Long á, rồi mới mua mà chị Quyên mà cho luôn đúng không? Dạ cho em. Hết nhiều? Dạ 2 triệu. Đó thấy không, đến nỗi mà tiền mua trái cây với bông hết, mua hết nhiều tiền? Hôm qua mua hết 900 mấy. Mua hết 900 mấy rồi. Đó mà cũng may là được sự chung tay của Quý Mạnh Thường Quân á, mà chị cũng có bây giờ cũng có thêm tiền xây sở đúng không? Dạ. Các anh thợ là các anh tự chủ động được, chị cứ lo cuộc sống cho gia đình mình đi, các anh thợ không có nghĩ gì hết. Dạ. Ha, mình cứ nấu ăn gói ghém tiết kiệm lại. Rồi bây giờ là cảm giác bây giờ là sao rồi, sang năm 2024 này thấy mình đổi khác chưa? Dạ có. Có là sao nói cho được? Nhờ anh Hồ với mấy anh đã cũng như là quay rồi chia sẻ lên, rồi mấy cô chú cũng Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho em được căn nhà. Dạ. Bé Lộc với lại anh có nói gì không? Dạ anh mừng lắm. Dạ. Dạ. Rồi Thư. Dạ nó mê, nó thấy đổ cát xuống rồi nó chạy qua mảnh, nó dọc qua mảnh. Hai anh em luôn. Rồi em nói thật nè. Dạ. Bây giờ em có một cái dự tính trong đầu, cái cuộc sống của mình đó nó khó khăn. Dạ. Mà mình làm công ty tư nhân không có bảo hiểm là khó, mà làm ngày này đắp đổi qua ngày kia, mỗi một ngày 138 ngàn, thì cô bác của anh chị nghĩ một ly cà phê thôi cũng là gần 8 ngàn 10 ngàn ở địa phương như thế này, thì mình anh thì không có uống cà phê, tuy nhiên á thịt bây giờ là 80 ngàn ký, muốn ký thịt ăn sáng chiều hoặc là ăn 2 ngày, rau gắt rồi nó thiếu. Thì ví dụ như làm công ty là con nghỉ, con bệnh á là nghỉ là không được đúng không chị? Dạ. Nghỉ là mất việc luôn. Dạ. Thì dự định thời gian sắp tới á là chị có dự định là mình sẽ chuyển hướng buôn bán hay là làm nghề gì không? Em cũng em mơ ước là được giống như chăn nuôi vậy á. Cái ảnh phụ em cũng ngủ ảnh. Thì nếu như có điều kiện thì em chắc lấy rau cải em chạy vòng vòng cũng không cùng xa vòng sâu á. Thì em bán kiếm thêm. Chạy bộ ha. Chạy bộ đi bán. Chạy xe máy. Chạy bộ ngồi. Dạ. Chạy bộ làm thích luôn. Rồi cái em đi bán kiếm thêm. Dạ. Giờ em chia sẻ với chị qua nó đi. Cái tiếng máy nó bị ồn quá. Dạ. Rồi này, ngày đầu tiên của năm 2024 thì chị Hương cũng đã nói là với lại nhà Mạnh Thường Quân, nhà Hảo Tâm vào những ngày năm mới. Thì bây giờ chắc có lẽ là tới anh Cọt đại diện cho gia đình của mình ha, để gửi lời chúc Tết đối với các cô chú ở nước ngoài ha. Anh nói lớn lên tí xíu anh Cọt ơi. Chúc cô chú Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe, trong những chú như anh con được có căn nhà để mừng. Anh nói dễ rồi. Rồi tới Lộc. Con nói gì đi. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ cho cha mẹ con cùng hai đứa con được căn nhà mơ ước. Nói đi con. Mỗi lần mình hỏi tới bé Lộc thì bé Lộc là xúc động hơn, mà ngậm ngùi nói không nên lời. Thôi cô chú anh chị cũng thông cảm. Ở đây có mình là nãy giờ chưa ai nói, nhưng mà chỉ có mình bé Thư là nói nãy giờ rồi. Tại bé Thư có một cái đôi mắt gọi là đôi mắt biết nói luôn á. Đôi mắt vui nên là nở, rồi khi sanh bé Thư ra chắc gia đình mình làm ăn đỡ hơn đúng không? Dạ. Cảm thấy vui. Bao nhiêu đó là đủ thay lời muốn nói cho gia đình nhỏ rồi. Thưa với cô bác anh chị, là lúc nãy thì tại vì ở đằng kia âm thanh máy, tiếng máy nó bị ồn quá. Dạ. Qua đây ngồi nói chuyện để cho nó đỡ ồn đi xíu, mà thấy khung cảnh quê nó cũng thành yên tĩnh nữa. Thật ra là chị Hương á, là ý của chị Hương là muốn cho nuôi chăn nuôi. Dạ. Cho anh chăn nuôi. Dạ. Chị là muốn buôn bán để mà kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Dạ. À. Em đi làm công ty cũng cho nghỉ chờ việc hoài. Ừ. Dạ. Nghỉ việc hoài, ngày nào làm có lương không làm thôi. Dạ. Đó không phải là cách để mình thời gian sinh sống trong thời gian dài. Mình phải tìm một cái hướng khác. Thì nghe chị Hương nói như vậy thì nãy giờ Bùi Hồ cũng có với lại các anh em á cũng có suy nghĩ như thế này nè, cũng có nói với anh Đồng với lại anh Đúc, anh Tâm á. Thì để trước khi thực hiện đoạn clip này á thì
nếu như mà được ha, cái chiếc xe gắn máy của chị á, mình sẽ hàng một cái thùng nhỏ nhỏ là sao, cái mình để mua mớ dưa leo, mớ cà chua, đậu que treo lên, cái với lại mình sẽ mua thêm hột vịt hoặc cá mồi hoặc là thêm một cái ít gì nữa đó, cái mình treo lủng lẳng. Tại vì dân địa phương ở đấy á, đa số là vườn, vườn dừa nhiều lắm, mà chợ này cách xa cái ngôi nhà cũng gần 5-7 cây rồi 10 cây. Nên là nữ là theo Bùi Hồ và các em nghĩ á, nếu như được chiếc xe á, ồ được cái hàng ngoài sau cho thêm một mớ vốn cho chị sẽ bán đắp đổi ngày này qua ngày đó. Nếu như được thì trong quá trình bán á, mình cầm thêm 50 tờ vé số, 50 tờ thôi, để mình gỡ tiền xăng còn tiền dư đó đó, mình bán những cái rau củ đó đó, người ta sẽ mình để sử dụng sinh hoạt trong gia đình. Mà em thấy là xa chợ thì chị lo chạy chiếc xe á, lòn lắp vô ở trong những cái con đường nhỏ nhỏ á, người ta quen chị giờ đó bán là chị bán hoài luôn. Họ là những khách hàng thường niên của chị luôn, thường ngày của chị luôn. Có nghĩa là chị đến giờ đó người ta biết ta ở nhà, ta đón, ta lấy đồ của chị. Hoặc là người ta dặn người ta khỏi đi ra chợ. Tại vì em biết cái nghề làm vườn này á, cứ tối ngày trong vườn suốt à, kêu đứa con mình ra chợ chạy cũng xe xa lắm. Và thậm chí nó không chịu đi. Mình tận dụng vì người ta không có điều kiện. Mình giống như mình shipper á, mình mua những cái món hàng ở chợ, mình bán lời tí xíu kiếm tiền xăng, mình giao đến người ta. Thì em ta nghĩ cái cách đó là nó sẽ hợp lý và nhẹ nhàng. Một ngày như vậy là mình sẽ bán 2 buổi. Sáng chị bán từ 6 giờ, 5 giờ chị đi chợ lấy đồ, 6 giờ bán cho đến 8 giờ, 8-9 giờ chị quay về. Hoặc là công ty của chị làm á, chị có làm công ty đúng không? Dạ có. Đợi công ty tan ca ra, đứng về trước đó chút xíu khoảng 15-20 phút ta mua đồ. Chiều 2 giờ chị đi cho đến 4 giờ chị về. Là ngày chị đi rất ít thời gian. Dạ. Ngày làm không tới 6 tiếng mà mình lại có thể sinh sống được trong thời gian lâu dài. Dạ. Tại vì em thấy là ở đây người dân rất là thưa, mà nhà rất là vắng, thậm chí là cái đường ra chợ cũng rất khó, mà mình đi được, mình quen đường, đó là một cái tiện lợi cho mình. Anh Đồng thấy sao? Anh thấy thì cái đó là hai cái điều kiện mà tính như vậy là rất là chính xác cho một cái gia đình nhỏ nhỏ nè. Thì cũng như là bây giờ anh Cọt thì không đi làm nặng nổi, thì ở nhà thì quay quần chăn nuôi này nọ, nuôi con này con kia vậy đó thì thấy ổn. Còn chị thì hoạt bát ở bên ngoài chạy đi bán như vậy, nhưng mà nó rất là ít cái thời gian mà mình bán ở bên ngoài. Ví dụ chị chừng 2 tiếng đồng hồ à, có thể mình bán 2-3 tiếng rồi mình chạy về nhà là tiếp anh Cọt chăm sóc cho hai đứa con đồ gì, nó đưa đi học nó cũng dễ luôn. Theo như em nghĩ thì cái nghề tự do nó sẽ được thoải mái hơn, còn mình làm công ty thì không có thời gian. Dạ không có thời gian. Chị làm bao nhiêu tiếng công ty á? Công ty sáng em làm 6 giờ tới 8 giờ rưỡi đó. Là coi như là gần 14 tiếng rồi. Dạ. Hơn 14 tiếng. Mà 14 tiếng thì 138.000 thì tiếng khoảng 10.000. Dạ. Không tới 10.000. Thì mình phải tính cái lâu dài. Tại vì con khỏe thì mình đi làm nó dễ. Mà dạ, con mà nó có ví dụ nó yếu tí xíu á, là chị đi làm thì chị phải xin nghỉ, chị phải chăm con rồi. Dạ, em xin nghỉ ngày đó là không có lương. Không có lương. Dạ. Đó thì mình phải tìm một cái lối thoát cho gia đình của mình. Thì em với các anh em á, chỉ là người gợi ý thôi. Dạ. Để chị coi có phù hợp với nghề của chị. Và lúc đầu ai ra buôn bán á, cũng mắc cỡ, cũng ngại mờ. Dạ. Và thậm chí là mình bán mình nói giá cao quá, cái tự nhiên mình cảm thấy mình ngượng. Dạ. Thôi thiệt luôn á. Em ví dụ chị buôn cục thịt 50.000. Chị bán mà nếu sợ, tại vì sợ bán hết, chị bán khoảng 70.000, 80.000 là chị ngượng. Dạ. Nhưng mà chị phải đắp đổi là bù cái thịt nó hư ở nhà mình ăn nữa. Ừ. Rồi tiền xăng nữa. Nên là nữ là mình phải ước lượng giá cho hợp lý nè. Đừng ngại mờ và không ngại xa là chị sẽ làm được. Và với cái việc mà 2 năm nay chị đã từng ra ngoài thay chồng của mình để mà kiếm tiền lo cho con, thì em nghĩ chị sẽ dễ dàng vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Dạ. Thấy được không? Em không có ép nha. Dạ. Mình thấy được là mình bán, nhưng mà lúc đầu chị bảo đảm chị là chị không dám mời, rồi không biết cân sao nữa. Dạ. Rồi 100g, 200g sao, nhưng mà từ từ sẽ... Tụi em là biết căng. Ngày xưa em nhỏ xíu à, em cũng ra chợ em ngồi em bán rồi. Nên là nữ chị cứ không biết, chị hỏi anh Đồng thì, chị Hương có biết không, là những năm mà em chưa đi làm công việc này đó, là vào ngày 26-27 Tết là em đi chợ Long Xuyên, em lấy trái cây. Tự em đi chợ giờ lấy trái cây em ngồi chợ em bán luôn á. Dạ. Rồi gần Tết chị lấy những cái chậu hoa dân thọ ít ít thôi, vài chậu cái chị treo theo bán ra cho ta chung Tết cũng được. Ừ. Đó, thì chị cứ suy nghĩ, gia đình mình cứ bàn tán thống nhất. Nếu như được á, thì em cũng
thông tin với Mạnh Thường Quân để cho hiểu, để mình cần một cái số vốn để mình kinh doanh. Đi buôn mà, bà nữ là phải có vốn, không có vốn đâu có đi buôn được. Đúng không anh Màu Đồng? Mới thì không bao giờ ai mà bán được hết á. Nhưng mà dặn sự khởi đầu nan mà thấy gian nan đừng có nản. Mình cứ đam mê vào cái nghề của mình là chắc chắn chị sẽ làm được. Thì em, mấy em đây thì cũng chỉ suy nghĩ tốt cho gia đình mình thôi. Anh Cọt là tính nuôi gì? Nuôi bò. Sao mình không nuôi vịt gà gì, nó tốn nước ăn nhiều quá thì sao? Mắc ha, không có tiền để mua nước ăn cho nó ăn. Rồi rồi heo. Không có tay nuôi hả? Heo thì cũng phải tốn nước ăn nữa. Đúng rồi. Heo phải tốn nước ăn nhiều. Nên nuôi bò thì ở đây có cỏ không mà nuôi bò? Có, cỏ có trứng. Dạ hả? Mình mới thì mình chinh cái mình nghĩ từ từ. Mình găm ra, mình mua cỏ tây mình găm ra. Nhưng mà anh mang cái căn bệnh trong người thì hàng ngày cái công việc đi cắt cỏ nó có khó khăn gì không anh? Nếu cắt để cho bé Lộc nó đẩy vô. Nuôi bò, rồi bò là nó có hai loại. Ngày xưa em có được các chú Canada hỗ trợ cho anh Sang á, là có hai loại, một là dỗ béo, còn hai là nuôi để sinh ra những con bò con, có hai loại vậy. Giờ bò có bò con thì phải bắt bò đực hoặc dưới bò cái cho nó lai, nhưng mà không ấy thì bây giờ là anh Tâm anh biết á, có lai nhân tạo, có nhân tạo hết á anh Tâm ha. Bây giờ mình không cấy nhân tạo hết à, nên là nữ cũng dễ, mà em nghĩ là mình nên nuôi nuôi để sinh sản á, nó sẽ lâu dài hơn. Bò dỗ béo mình tốn thức ăn nữa. Đúng rồi. Với lại con bò cái thì tại vì là anh cũng có hơn, anh cũng có định đó. Dạ. Giỏi giỏi ăn hơn con bò thịt. Nuôi bò dỗ béo thì cái thịt phải phải có kỹ thuật chăm sóc nuôi cao hơn so với bò mà nuôi dưỡng để cho sanh con. Mà sanh được cặp bò nghé nó đã luôn ha. À, thôi thì chắc có lẽ là dự tính như vậy. Tuy nhiên thì tụi em cũng chưa biết là mình sẽ được hỗ trợ đến đâu. Và rất mong rằng á, năm mới này sẽ duyên lành sẽ đến rất nhiều đối với gia đình của anh chị. Thì cũng mong rằng được sự chung tay của cô chú anh chị đối với gia đình của mình. Thì chắc có lẽ là bây giờ thì tụi em cũng đã nắm được tình hình là như vậy á. Cũng cảm ơn cô bác anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Chúc cho gia đình nhỏ của mình sẽ có một mái ấm hoàn hảo nhất có thể và có được cái công việc làm sau khi mình có nhà mới ha. Đây là một bữa cơm rất là đạm bạc ở một cái khung cảnh khá là lý tưởng ha. Nhưng mà đằng sau đó là những mồ hôi nè của các chú các anh đã đổ bê tông ở đằng kia kìa. Bây giờ cũng là hơn 11 giờ rồi. Một bữa cơm trưa ở một cái khung cảnh khá là thanh bình. Có nhiều người thì ao ước rằng được ăn cơm như thế này với một cái liều trại như thế này. Tuy nhiên đối với anh Hợp và những các chú thợ hồ á, một cái khung cảnh như thế này nó khá là thường xuyên. Đối với những người thì phải bỏ tiền ra để có được cái khung cảnh như thế này á. Còn các anh thì phải đi làm kiếm tiền ở cái nơi xa và bữa cơm của ngày hôm nay đây. Ờ thấy ngon chưa? Thịt kho rồi đúng rồi, tàu hũ. Thịt kho tàu hũ, kho trứng. Đói bụng quá quên hết rồi. Rồi đây là cái gì? Cá chiên với lại thịt bằm nấu canh. Mời cả nhà cùng thưởng thức ngày đầu năm mới ha.